cả nhà đã đến với kênh của cô Mai. Xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà mình ngày mới vạn sự như ý nha. Bây giờ hôm nay thì mình ăn vịt nấu tiêu. Ủa, cái bột tiêu rồi. Vịt nấu tiêu. Tiêu hột nè, tiêu hột đen nè. Thì gồm có vịt nè, vịt mình mua nửa con thôi. Xong rồi mình mua đầu giò cánh với đồ lòng và huyết. Món này là ở nhà ăn phải có huyết mới ngon. Mình lát thôi mình ướp với tỏi nè nha. Còn hành này thì là để chấm nước mắm hành. Củ hành là để trong cái nồi súp. Mình ăn kèm với lại rau á. Rau muống, cắt chuối, giá, bún, mình ăn với bún nha cả nhà. Người ta muốn là mình tự bào ở nhà nó ngon hơn nè cả nhà. Thì về mình lọc lá xong rồi mình lọc bỏ cái độ già. Còn mình mua thì nó không bằng, nó dài lắm. Bắp chuối giờ bữa nay mua rồi, bắp chuối trái không có. Bây giờ thì mình ướp vịt để mà cho nó thấm đó, rồi mình nấu. Bỏ tỏi nè. Tỏi bằm nha. Nêm cà no, một muỗng cà phê. Mình nêm vậy đó, rồi khi mà mình nấu mình cũng phải nếm lại. Rồi một muỗng cà phê đường, mình xài đường vàng. Đường vàng mình ướp xong rồi mình để đường phèn. Nhấm chừng một muỗng cà phê, hai muỗng cà phê nước mắm. Một chút bột ngọt, nửa muỗng cà phê bột ngọt thôi, phải có bột ngọt nó mới ngon. Một chút tiêu, ở đây mình đảo ướp xong rồi mình để ra phải chừng một tiếng cho nó thấm. Mà cái này cũng không có quên mà có hành phi nữa nha cả nhà. Khi mình nấu súp á, thì mình để cái hành phi. Đó, cái hành phi nữa đây. Hành phi vô cái lòng này nè. Rồi mình thả vô cái nồi súp cho nó thơm. Rồi khi ăn mình cũng để miếng hành phi lên nữa. Hành phi này là mình phi sẵn nè cả nhà. Phi sẵn đi dành ăn. Đó, mình để vô cái lòng này nè, mình thả vô nồi súp khi mà nấu là nó không có rớt ra ngoài. Đó. Bây giờ mời các bạn theo coi mình nấu nướng nha. Xong rồi mình đập dập nhưng mà dập thôi chứ đừng có đập nhỏ quá, nhuyễn quá nó sẽ cay cái nồi. Mấy người ăn cay thì ăn không được. Nó bay mùi thơm rồi đó. Vậy là nó chín rồi ha anh ha. À, nó có mùi thơm rồi đó. Tắt lửa. Tắt lửa để qua tối để mình làm. Dầu sao mình cho hành tỏi vô. Thơm quá. Bay mùi tiêu ngào ngạt. Mình xào cho nó căng thịt đi. Rồi mình cho nước dừa vô. Nước dừa một trái này nó không đủ nước đâu nha. Mình lúc hồi mình cho thêm nước nha cả nhà.
càng nước cũng nhiều nữa. Dừa gáo lớn mà. Rồi mình nêm. Mình nêm đường phèn. Mình thêm một chút bột ngọt, nửa muỗng cà phê bột ngọt thôi, với lại một muỗng cà phê muối. Xong rồi hồi đó mình để nước mắm vô, sau nó chín rồi mình để nước mắm vô. Giờ mình để cho nó, mình nấu cho nó chín nè. Hồi nãy giờ nước dừa nó chưa có ngập thịt. Mình cần ăn bún thì mình thêm miếng nước. Giờ mình thả cái hành phi vô. Thả cái hành phi vô mình nấu súp. Giờ đậy nắp lại nè. Nước cái nồi hầm vịt đã chín rồi, bây giờ mình nêm lên, mình nếm lên một chút cho nó vừa ăn chưa. Ngon quá phải không? Ngon quá phải không? Ngon, nhưng mà nó hơi, nếu mà mình trụng với lại rau đúng là cũng hơi lạ. Cho một muỗng canh nước mắm đi. Đó là theo khẩu vị riêng của mình. Là chuẩn rồi đó. Người ăn lạc thì khỏi. Bây giờ thì mình để củ hầm vô. Để củ hầm vô rồi cái mình à. Mình múc ra. Chưa nữa, còn để một miếng dầu điều cho nó đẹp. Giờ thấy bắt mắt nha. Đó. Nó có cái lớp màng hồng, giờ thấy đẹp ha. Rồi mình múc ra tô. Xin chào. Wow. Hôm nay thì mình nấu bún tiêu vịt. Chia sẻ với cả nhà mình là món bún tiêu vịt. Bây giờ xin mời cả nhà mình nha. Đây, xin mời cả nhà mình dùng món bún tiêu vịt với mình nha. Tiêu đâm ra nãy không biết có cây không. Cái nước dùng ngọt ngon, rau hấp vị, mình tự bào nè. Rau muống mình bào, mình tự bào nó ngon, nó non ha. Mềm chưa? Vừa mềm tới. Nghe ông xã khen mà khoái. Không gì khoái bằng là được ông xã ăn mà khen. Món này mình ăn thì nước mắm. Mình để cái hành này nè. Hành tím thì mình pha giấm đường. Rồi mình để khi mình gót nước mắm vô. Cháo nở xà đó. Anh ơi, trời
vì cái trời chứ không phải trời nha, trời. Vì lúc này cũng lên tivi nữa hả, cái mình sực lại hả? Lên tivi hồi nào mình cũng quên cái vụ là YouTube này mở ra là thấy hết trơn. Đúng là quên luôn á, quên mất tiêu luôn. Mình cứ bấm điện thoại mình cứ bấm điện thoại mình coi con à, chứ mình không biết đời nào mình coi trên tivi, không có coi trên màn hình rộng đó. Cái bữa đó cái tự nhiên á, đi lên phòng ngủ rồi anh đâu mở YouTube cái có tụi mình chẳng có khùng chưa, mình làm YouTube mà hỏi anh mở YouTube trên TV có tụi mình không, tự nhiên nó ngớ ngẩn ra vậy đó. Cái ổng vừa mở lên trời ơi, Hai vợ chồng chà hai vợ chồng chập bá lửa trên bá. Đây thấy cái điện thoại. Đó là cái màn hình nhỏ ở phòng, còn màn hình lớn ở dưới á. còn giật mình Mở nữa một cái là chà bá lửa luôn. nhớ cười thấy hồ luôn, cái bằng quên bẵng luôn. Mình cứ xài trong cái điện thoại của mình coi trong điện thoại thôi chứ mình không có nghĩ. Cái bữa nghe nhỏ bà nhỏ cháu nói cái trời gì lúc này cũng lên tivi nữa mắc cười chết ngồi luôn. Mở ra súng với hai chồng cùng cười, hai chồng cái mình mới nói trời tự nhiên hai chồng mình khùng ra mà thật sung sướng lắm cả nhà. Tại vì á, mình á, không có mà cái gì tài cán gì để mà lên tivi để mời lên tivi biểu diễn cái gì hết trơn á. Tự nhiên cái nấu món ăn hàng ngày của nhà nè, cái thích cái lên đại YouTube vậy đó chứ mình không có nghĩ gì, mình say mê cái mình cái làm vậy đó. Nhưng mà cả nhà biết gì không, nhờ vậy mà mình mới mạnh dạn, mình mới là dạn dĩ chứ. Nếu mà cả nhà mà coi những cái video trước mình nói chuyện là lập cập vậy để món này mà nói ra món khác, để món kia mà nói ra món nọ, nó lập cập, nói nó không có lưu loát như bây giờ. Bây giờ thì hơi hơi được lưu loát rồi đó. Anh mang cái này ra, em nhớ cái kỷ niệm bún này của anh không? À. Rồi ăn cái món bún tiêu này đó, mình nhớ cái lúc mà còn ở dưới Sóc Trăng đó. Anh làm về tối, như lúc đó ừ ăn tối. Đi làm về thì chiều không ăn cơm hay mua bún thì về ăn. Rồi sao nữa, cái này là anh đó Mà tắt vô mua, mới dặn bà xã em ăn mấy em ăn thì em mua, nhưng mà em phải mua 2 bọc. Nó ai ăn thì anh ăn chứ ai ăn. Mà lúc đó tự nhiên sao mà ấn tượng với cái bún này, cái ngày nào cũng chắc ngày chắc là phải ăn ăn một lần phải 2 bọc mấy triệu. Ồ, nó kỳ, bởi vì bữa nay làm cái món này là nhớ tới cái lúc đó, đó. Cách nay cũng khá lâu, khoảng trên 20 năm mà. Ăn một lần phải 2 phần nữa nha cả nhà. Dạng 2 bọc nha. Mình nói trời cái gì mà ghiền dữ vậy, ăn say mê ngon lành vậy đó. Thì cái này đặc sản của Sóc Trăng. Bởi vậy mà mình Mà bún chỗ đó bán là chỉ bán buổi tối thôi, bán buổi tối, chiều tối mới dọn ra bán. mà 9 giờ tối mới dọn ra bán. Giờ đó là đói bụng mà tự nhiên nó thèm, không biết có bị bỏ cái gì trong hôm bỏ bùa. Ăn 2 bọc mới chịu. Mà hai anh em của mình nhí đó bán cho không phải người hai hết đó, gì nó làm sẵn cho nó bán, tụi nó giỏi lắm. Bởi hôm nay mình nấu cái nồi cái nồi bún này nè, cái nồi mà cái món mà ông xã thích đó. Bây giờ bà xã nấu không biết có thích bằng của người ta nấu không nữa, bằng ăn hay hơn. Coi như là ngang ngửa Trời ngang ngửa vậy là ra bán được phải à. Anh là cắt bếp nha. không? hai ăn hai tô hai tô ăn mỗi ngày 2 tô. Cảm nhận lúc đó tự nhiên nó thèm cái món này gì đâu quyết là cả nhà.
mình nêm nếm vậy đó cả nhà. Nhưng mà mình phải nêm lại theo khẩu vị của mình. Mình để cái món đó, cái đường, bột ngọt hay là bột nêm hay nước mắm vậy đó. Rồi cả nhà mình hay khẩu vị mặn ngọt sao á thì nêm. Chứ không phải nhất thiết là theo mình hết nha cả nhà. Cho nước mắm hành đó mình vô. Mà ăn thì cái món này nè, hành ngâm chua nè, nhưng mà cái độ chua nhạt nhạt thôi, có đường vô để ăn bá cháy. Phải có món này là ăn vô nó rất là ngon, nó không ngán. Món tôi làm những cái gia vị chính của cái món bún này nữa đó. Có nói rồi, tăng thêm cái phần hấp dẫn hương vị nữa. Rồi mình để cái hành phi mà mình để trong cái lòng nhỏ để mà đừng có gớt ra ngoài á, mình ngâm trong cái nồi súp nấu gì đó, khi mà chín rồi mình vớt bỏ cái đó, nó cũng tăng như cái mùi thơm của nồi súp. Quá ngon. Bây giờ thì hai vợ chồng ăn xong rồi, xin chào cả nhà nha. Nhưng mà trước khi chia tay thì mình chúc cả nhà mình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và hạnh phúc gia đình và tươi trẻ. Và còn một cái nữa là nếu mà yêu thích cái video của mình, cái clip của mình thì cả nhà mình coi hết và bấm like và đăng ký. Xin cảm ơn cả nhà nhiều nha.